Chào anh em nhé. Hôm nay tôi lại đi tìm cây. Đây, cái vườn này thì nửa bên này thì phát là nửa bên này chưa. Đi sang bên kia thì có một cái gốc trời mỏi đây. Đây là mấy gốc nhỏ này, hay phết đây này. Chặt nó lát hết. Bữa tôi lật củ đá nó ra rồi. Cái này tông cao. Quật luôn cái này để tạo hành trang. Chắc này tôi đào gốc đẩy anh em ạ. Trước hết là phải bấm hết cành cho nó gọn gàng. Đây, cây này nhìn vậy nhưng khi mình lọc ra thì những cái cành này, này mình để này, được những cái tay chốt rồi này anh em. Bệ nó đây. Đào sâu thì chắc nó có bệ đây. Dạng này chơi tông cao cũng hay phết. Cái trực. Bây giờ ta đào cái cây này quá. Xong rồi cắt thì lóng lên, cái này dễ lên anh em. Đây, nhìn vậy những bệ khá đẹp đấy anh em xem. Cái này chơi tông cao khá hay. Đây anh em được cái cây dáng cái này. Như cái này thì khá dễ tạo anh em ạ. Đây, cánh chốt đi ra. Cánh này hơi xuống. Đấy, đây, cánh xa cánh vào. Lên cái ngọn xong rồi. Tất nhiên là nó có những cái cành này rồi anh em ạ. Thì nó vẫn có những cái cành này để nó điểm. Để cho cây nó tứ diện anh em ạ. Để nọc ra thì nó vẫn đủ các cành chốt. Cây này tạo trong vòng 2 năm thành hình cây. Cao phết, đây là cao hơn mét. Video đây tạm biệt tất cả anh em nhé.